Không OT. Cho bạn ăn đi. Ok. Nhưng mình thiếu đồ chấm. Hải sản người ta. Ở dưới quê thì cũng ít ăn cái này lắm, toàn là ăn mực không à. Ở gần biển mà mình không ăn nhiều hải sản à. Mỗi mực ăn thôi. Hải sản thì nhưng mà ý là ăn tôm thôi chứ là ăn mực là nhiều. À, mình cũng thích tôm lắm á. Ồ vậy hả? À nhầm, mực chứ. Thì cũng không biết bạn có cái gì, bởi vì đối với mình á, nhiều người họ không có thích cái nghề kế toán lắm. Ủa tại sao không thích vậy? Bởi vì họ kiểu kế toán cứng nhắc với là quá chi ly. Mình cũng có hai ba bạn làm kế toán, thấy mấy bạn nó không cứng nhắc lắm. Chắc là tùy theo tính người, nhưng mà giả sử như mình trong công việc thì cũng hơi cứng nhắc, nhưng mà trong tình cảm á, mà lại như mình cứng nhắc như vậy thì bạn có cách nào để mình thuyết phục bọn mình không? Tất nhiên là thuyết phục rồi, nhưng mà mình phải có những cái khoảng thời gian để từ từ sẽ thay đổi, chứ không có thể nào mà thay đổi cùng một lúc được. Quan trọng là phải có những cái thời gian. Ngon không cưng? Dạ. Nãy nghe đứa nào đòi chấm nước chấm nè hả? Dạ thì hải sản. Muối nè, trời, muối màu hồng nè. Tại vì thường hải sản nó sẽ có muối tiêu. Cái muối tiêu cái này xanh. Người ta làm muối, cái này người ta tôm Hồng Kông, người ta có nêm nếm cái này sẵn hết trơn rồi. Thiệt tình luôn á. Ăn đi, ăn đi. Dạ. Ngon không? Đó, người ta tôm càng đút lò mà là người ta có nêm gia vị rồi, người ta bỏ vô lò người ta đút ở chổng rồi. Có phải tôm luộc đâu mà chấm muối tiêu chanh. Ngon không? Ngon vậy. Rồi nãy giờ trò chuyện được gì nhiều chưa? Hiểu được thêm được miếng nào chưa? Dạ hiểu rồi, hiểu được một chút. Nếu mà họ nói hiểu hết thì chắc chưa đâu. Hôm nay em đi có ai đi theo mình ủng hộ mình không? Dạ có bạn của em. Rồi em hôm nay mình đi theo có ai đi theo mình không? Cũng bạn luôn. Rồi mời bạn của họ, nhà trai nhà gái vô đây. Rồi ưu tiên bên đây ta có một à, bên đây chơi bên đây trước nha. Rồi em gái giới thiệu cho mình đi cưng. À dạ em là bạn cấp 3 của bạn Trang. Nhận xét về Trang như thế nào? Trang thì là một người rất là đơn giản. Em nghe bạn Trang, bạn trai bạn nói là bạn muốn một bạn gái tinh tế với là nhẹ nhàng. Trang thì cũng có nhẹ nhàng nhưng mà tinh tế thì em không nghĩ là Trang quá tinh tế. Thứ nhất là nếu như hai bạn có thể hợp với nhau và thích nhau thì mình có thể cố gắng tìm ra cái sự tinh tế trong tính cách của người còn lại. Thật ra nó kinh nghiệm của chị đó, có tinh tiết gì vậy nha. Hễ yêu nhau để ý về nhau nhiều là cái gì cũng phát hiện, mà đã không có thích, không có để ý về nhau là cái gì cũng trớt quớt hết á. Rồi nhận xét về chàng trai này sao? Em thấy thì thứ nhất là công việc của bạn trai với là bạn Trang thì nó khá là giống nhau, những công việc mà mọi người đều nghĩ là những công việc buồn chán. Một bên là lập trình, một bên là kế toán. Thứ hai là hai bạn cũng có nhiều điểm chung, nhưng mà em thấy cái khác biệt nhất của hai bạn chính là bạn trai thì có vẻ là bạn khá là trẻ trung và năng động, cũng nhuộm tóc màu vàng. Còn bạn Trang thì bạn hơi truyền thống một tí. Thì nếu như các bạn đến với nhau thì cũng sẽ có nhiều điều thú vị. Em nghĩ là hai bạn nên cho nhau thêm nhiều trải nghiệm. Muốn có trải nghiệm thì phải bấm nút mới có trải nghiệm. Đúng nha. Rồi cảm ơn em. Bên đây họ nhà trai. Rồi giới thiệu lần lượt. Em tên là Đăng, bạn thân của bằng Khôi, thân cũng chơi được 10 năm. 10 năm, rồi vậy đúng, thân. Em tên là Vinh, cũng chơi với Khôi từ năm cấp 3 rồi. Cũng lâu, thân luôn, bên đây. Em chơi nhưng mà không được thân nha. Vậy sao em quen hai anh này? Dạ, em bạn chung. Nhận xét về bạn mình thì bạn này có cái tật xấu gì không tụi em? Nói chung thì em thấy là bạn quá nhạy cảm cho một số chuyện. Thì thật ra bạn không có, bạn rất là dễ. Tức là bạn không có cái nhu cầu gì nhiều cho bạn gái, nhưng mà tại vì bạn cũng nhạy cảm nên đôi khi bạn cần cái partner nó làm cho bạn cởi ra được cái con người thật của bạn nhiều hơn. Tụi em nhận xét về của em Trang bên này như thế nào? Đó. Dạ bạn Trang thì bạn rất là dễ thương. Nhưng mà em thấy buổi nói chuyện thì nó còn hơi khớp cho hai bạn á. Sau cái buổi này nếu hai bạn cho nhau cái cơ hội thì ở ngoài nó sẽ maybe là nó có tiến triển hơn. Ba đứa có đứa nào có gia đình chưa? Em chưa. Chưa mà suy nghĩ lâu vậy. Chưa luôn. Có bạn gái chưa? Dạ có. Có đi theo chung luôn. Dạ. Rồi có bạn gái chưa? Bên này. Gần có. Vậy là có mình này chưa có thôi phải không? Hôm nay quyết chí gán cho nó có luôn ha. Dạ. Chứ để ba đứa bỏ nhỏ tội nghiệp nhỏ quá. Rồi. Nên mới đi chung vậy nè. Ủng hộ tinh thần. Dạ. Rồi ok, vậy thôi sơ bộ là các bạn cũng đều ủng hộ tinh thần cho tụi em. Nha. Quan trọng còn vấn đề còn lại là ở đôi trẻ thôi. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện tình yêu hôm nay tới đâu nha. Rồi mỗi người bóc một lá thăm đi. Coi gì trong chổng. Chàng trai xin phép nắm tay nhìn thẳng mắt cô gái nói cảm xúc hiện tại. Mời yes. Em okay. Đi vòng coi tướng có làm người mẫu được không? Rồi
ok cho mình xin cái nấm. Cảm xúc hiện tại bây giờ là có một chút lo lắng xíu, tại vì cũng là lên sóng quay truyền hình nên không biết nói kiểu kiểu hơi còn ngại á, kiểu còn như bạn của anh chia sẻ là nhạy cảm nên nhưng mà em rất là kiểu dễ, rất là dễ thương. Sao ta, thật thà, chân tình. Trời ơi, cái gì cà lắm luôn vậy cưng. Hồi hộp quá hả, luôn quá hả? Cũng có một chút chị. Dạ, không biết nói cái gì thêm. Hết chưa, còn muốn nói gì nữa không? Còn Nắm tay sắp tới thì cuối tháng 1 là có đi chung nhóm đi Huế. Thì không biết là như thế nào, nhưng mà ý là sẽ cùng với lại Trang đi Huế chung vào cuối tháng 1, 30 tháng 1. Không biết là lúc đó về quê chưa hay vẫn còn làm? Mình về quê tháng 2 nè. Ok, không sao, thì có dịp khác đi. Okay, thank you. Rồi, cũng rất dễ thương, mạnh dạn đó chứ, hơi rung chút. Đó là cảm xúc mà, cảm xúc như vậy là tốt. Em cảm nhận như thế nào về những cái lời nói của ảnh lúc nãy? Dạ, bà còn hơi rung. Hơi rung, nhưng mà chân, có chân tình. Quan trọng là cảm xúc nha. Mời em. Cô gái tiến tới massage cho bạn trai rồi hơi rồi hỏi cảm nhận anh ấy. Mời em ngồi dựa vô ghế đi cưng. Thôi ơi, tới giờ hưởng thụ rồi. Rồi để cô xin gái đứng nha. Sau lưng rồi massage rồi nói cảm nhận nha. Massage cho ảnh á, rồi hồi ảnh nói cảm nhận cho. Người ta nói gái Huế chiều chồng lắm. Rồi bà bóp gì mà nguyên bàn tay không có vô, có mấy cái ngón không chọt chọt. Nguyên bàn tay sao bóp vô coi. Không biết bạn cảm nhận sao bà? Thì lúc đầu là không có gì hết, cho tới khi chị kêu là làm mạnh thì mới bắt đầu mới có cảm giác. Thế không? Cũng không. Cũng không, để làm không có cảm giác chứ. Chưa có làm mạnh sao có cảm giác. Làm cho nó đàng hoàng mạnh mạnh coi. Thanh niên nó có đau đâu mà. Giờ thấy vô vô rồi đó. Dạ đúng rồi chị. Thấy không? Tưởng tượng mốt đi làm về mà có bạn gái hay có vợ làm như thế đã không? Đã chứ chị. Nhưng mà làm chắc cũng mỏi tay á. Thôi được rồi, cảm ơn bạn. Rồi thương quá ha. Làm gì chắc mỏi tay á. Về đi cưng. Thêm chút cảm xúc cho các bạn vui với nhau thôi. Rồi bây giờ là vô vấn đề chính nè. Tôi mới phát hiện ra một điều. Vì hồi nãy á, bạn gái của em á lên đây á có nói một câu là chàng trai này có vẻ cái gì hiện đại quá, là tóc nhuộm màu nhuộm đồ, nhưng mà với cặp mắt đi làm nghề nghệ thuật của tôi á, tôi cảm giác như tóc này tóc giả. Tại vì nó có cái đường chân tóc ở trên này đúng không? Dạ. Mà sao tự nhiên phải đổi tóc giả? Tại vì không có tóc. Không có hỏi gì. Sao không thích hỏi? Bởi vì mấy bạn đó nhòm già hơn tuổi. Ủa sao sao không có tóc? Là vì hói hả? Cũng kiểu như vậy, nhưng mà thật ra không phải vậy. Tức là cơ địa của em có nhiều chất nhờn trên cái da đầu á. Nên em không có để tóc được, nên em phải cạo chọc đầu. Em có suy nghĩ như thế nào? Cảm nhận như thế nào? Cũng có thể là bạn có những khuyết điểm mà không có muốn người mà nhìn vào. Bình thường em vẫn sống thật thôi. Vậy thì sao bây giờ em có sẵn sàng xem bạn ấy là chính mình không? Dạ, thì em cứ chân thật với nhau thì sẽ tốt hơn đúng không? Tốt hơn. Đúng rồi. Mời em. Vỗ tay rồi. Trời ơi. Dạ. Em không có. Hình như chị thấy vậy nó hợp hơn cưng ơi. Thì trước giờ em hợp mà. Vậy mát hơn phải không? Dạ mát. Hồi nãy giờ đổ mồ hôi quá trời. Tôi nghĩ là bích cái đầu là nó nóng nó đổ mồ hôi á. Cái kiểu nói chuyện này giống như hát nhạc rap quá vậy. Giống cái anh Quy anh đang nổi tiếng á. Anh nói cà giật mà anh hát rất hay. Biết nó biết hát không? Biết hát nhạc rap không? Cũng một chút thôi à chị. Thử một đoạn rap nghe coi nè. Đúng không cách luôn nè. Trời ơi, vỗ tay dữ vậy. Tại vì thật ra thì em cũng biết, nhưng mà một chút thôi. Một chút thôi. Song song đó thì cái biệt tài của em là nó không có nhớ lời. Bài này cũng đang là trending của anh Wowy luôn. Ủa vậy hả? Trời ơi. Tập 2. Giờ chắc có thể là như hồi nãy nói là quên lời nên chỉ một hai câu thôi. Rồi ok. Thiên đàng dành cho em không chờ dẫn lối, đi tới cung trời mình anh nhả khói. Tiên nữ đâu hết rồi đưa anh vào trong địa ngục trần gian anh không thể ở. Từ chối xa tăng làm nó mắc cỡ. Đó là chị. Chàng này như hợp gu với tôi nha. Tự nhiên tôi nói đại khơi khơi mà cũng trúng luôn, hay thiệt. Ê, vậy là chị tinh tế đúng không? Chị tinh tế với lại chị có kinh nghiệm sống nhiều á. Cơ hội đó có hay không là tùy thuộc các bạn. Đặt tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò và cho nhau cơ hội để tìm hiểu
để tiến xa hơn thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút. Nếu không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay lui. Đây là nút bấm phải dùng lực để chứng tỏ sự quyết tâm của mình nha. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Rất là dễ thương, tôi rất vui nha. Làm mai được gặp mày tôi vui lắm á. Mời hai bạn nắm tay nhau. Đó là những cái kỷ niệm đầu tiên. Và chị hy vọng rằng là hai em sẽ có được một cái tiếng nói chung, hoặc là trước mắt có những cái buổi hẹn hò tìm hiểu nhau thật là thú vị. Đây, một phần quà của chương trình tặng cho em gái để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nhà hàng My Model gửi tặng các bạn 3 phần quà. Thứ nhất là một voucher ăn tối dành cho cặp đôi nè. Thứ hai là một voucher miễn phí cà phê thương hiệu Cao Bồi. Thứ ba là một hộp quà cà phê Mac Farm Coffee, gói trọn tình thân với những lời chúc sức khỏe, tinh thần đầy ý nghĩa. Hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn với mỗi ngày, với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Chứ dẫn người khác vô đây ăn kỳ lắm à. Dạ ok. Ok, giỡn vui thôi. Rất là vui khi tụi em nắm bắt cái cơ hội ngày hôm nay ha. Cố gắng ha. Dạ, okay, cảm ơn chị. Rồi. Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, hôm nay rất vui đúng không ạ? Chúng ta hãy sống thật với bản thân mình, hãy tự tin và vẻ đẹp nó toát lên từ trong tâm hồn thưa quý vị. Một buổi casting bạn muốn hẹn hò thì để coi là cách anh giới thiệu thể hiện mình như thế nào á. Giờ anh nói giúp em giới thiệu về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nha. Cảm ơn, tên là Nguyễn Văn Cần. Sinh năm 87. Em ở Quảng Ninh. Hiện tại thì đang ở nhà, vừa đi nước ngoài về tháng trước, chưa đi làm gì. Vừa đi nước ngoài về ha. Vâng vâng. Anh đi đâu lận? Anh đi nước ngoài là anh đi đâu? Em đi lao động mà. Xuất khẩu lao động ở đâu lận anh? Ở Nhật. Nhưng mà anh đi xuất khẩu về đây rồi anh kiểu anh đi du lịch để ấy lộn à. Rồi sau đó anh có về Nhật lại không hay là như thế nào? Không, em biết hạn hợp đồng rồi em về nhà. Dạ rồi. Hồi nãy anh nói là anh ở Quảng Ninh hả? Là sống ở Quảng Ninh luôn ha? Vâng, ở nhà luôn, ở nhà, cái tại ở nhà luôn. Rồi nghề nghiệp của anh hiện tại là bây giờ là cái gì? Em chưa làm gì, em vừa mới đi về được hơn tháng, chưa có được đi. Rồi, ví dụ như bây giờ ghi hình bạn muốn hẹn hò ở Sài Gòn á, anh bay vô được không? Đó. Ngoài không bay ở Sài Gòn. Rồi, bây giờ anh giới thiệu sơ cho em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Mạnh của em á, em thì điểm mạnh của em thì cũng chỉ hòa đồng vui vẻ thôi, hay giúp người. Còn điểm yếu thì sao ạ? Điểm yếu thì nói chung là nó cũng nhiều điểm yếu. Anh nói sơ cho em đi. Điểm yếu thì hay rất là nhiều lúc làm nhiều việc không nên trốn hay bỏ cuộc. Hay bỏ cuộc rồi. Vậy thì bây giờ về cái tình trường đi, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh đi xuất khẩu lao động ở Nhật là bao lâu rồi anh? Em đi 3 năm mới về. Cái hợp đồng ra đó thì bỏ. Tình trường thì có một vợ hai con, ly hôn được 4 năm rồi. Thì đó là chưa gì cả, đi làm. Có một vợ hai con, ly hôn 4 năm. Là sau đó là anh mới đi qua sau đó anh mới đi qua Nhật đúng không? Vâng. Rồi bây giờ anh nói giùm em về cái mối hôn nhân của anh đi. Anh quen cô ấy như thế nào, năm bao nhiêu, lý do tại sao hai người lại chia tay? Dạ, thưa, ngày xưa vợ cũ em ở Bắc Giang, ra Quảng Ninh làm công nhân, em làm công nhân mỏ thì ở chỗ ở đấy thì quen nhau sau được khoảng độ gần 1 năm thì cưới.
cưới về thì ở với nhau được 2 con đến năm 2019 thì ly hôn. Thì nó cũng chỉ là xung khắc đi làm đi ăn rồi mãi chơi mãi trước rồi trách móc nhau, không có vấn đề gì to tát. Thì là vợ đưa đơn ly hôn thì trong lúc nóng thì ký ký vào thì mang đi nộp, vợ đi nộp 1 tuần sau thì tự nhiên cũng quyết định kiểu kiểu ly hôn vắng mặt đấy. Thế là thôi về đi học, về đi học tiếng không đi làm. Ly hôn là do chị là cãi nhau hả Thì cái thời gian ấy em làm ở em đi đi du lịch Trung Quốc 10 ngày, xong là ở nhà vợ đi làm công nhân này, xong là cứ nhiều lúc là tối là về muộn đấy, hoặc là cứ đi ăn đi hát bạn bè, xong là về ông bà nội cũng phản ánh thì bảo vệ không được, thế là về hai vợ chồng cãi cọ nhau, đàn ông đi được đàn bà đi được, họ kia không ở được thì viết đơn tôi ký cho. Thì lúc ấy với nước ngoài về bổ là vợ toàn đi chơi 11 12 giờ đêm mới về, con cái nấu cơm nấu kiếp cần để ông bà lo ấy, về cãi nhau. Thế là xung đột ra thì sau khoảng 1 tháng, sau hơn tháng sau thì là xong nói à, đơn giản mà cả xóm mình không ai biết là bỏ nhau, mình cũng cãi của nhau luôn, chỉ trục trặc một chút vậy là. Nhưng mà hiện tại á thì Dạ. hai đứa con đó đang ở với mẹ hay là ở với anh? Bé thì ở với mẹ được 6 tháng, nhưng mà ở chỗ ở trên gần khu làm, nhưng mà nó bé quá thì mẹ đi làm em không yên tâm thì đón về ông bà, thời gian em đi làm thì ông bà với nó cả với cả đứa lớn ở đây nữa. Thì bây giờ hai chị em nó ở cùng em, về thì nó ở cùng với bố, còn ông bà thì ở cạnh nhà, hai nhà cạnh nhau mà, nhà ông bà hai bên này đó, sát nhau cái sân luôn, là ông bà trông nom cho lúc mình đi làm. Dạ rồi. À, Một bạn gái lý tưởng hiện tại anh mong muốn là gì nè? bây giờ ơi, mong muốn làm sao được, bây giờ chỉ cần người nào người ta không được hoàn cảnh của mình người ta sẽ chia được, thì là ôi bây giờ làm sao mình có lựa chọn. Rồi, về ngoại hình thì sao ạ? Đã Về ngoại hình thì sao? ngoại hình thì là ưa nhìn đẹp thì càng tốt, đàn ông ai Nhưng mà đẹp. cao biết bao nhiêu? Dạ Cao biết bao nhiêu? cao thì em có 1m66 thôi, cao thì tầm 1m55 đổ lên một chút là vừa rồi, cao quá là em không không vừa. Rồi. Nghề nghiệp của ấy thì như thế nào nè? Ổn định là được đúng không? Anh đâu có quan trọng là cô ấy phải là người như thế nào đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là ở ngoài Bắc này thì càng tốt, nếu mà trong kia thì không biết người ta, em thì lại nhà cửa gia đình em đầy đủ ở ngoài này hết rồi, xa người ta có mấy. Rồi. Em ở riêng mà em nhà cửa em ở riêng mà. Nghề nghiệp là sao cũng được ha. Mình có nghề được Nhà ha. nhà nhớ ngày giờ thì có thích làm đã chưa chưa vừa về chưa xác định được lối gì vậy. Em đang dự định em không không đi làm công nhân nữa, em đang dự định làm mở quán bia rồi tạp hóa ở nhà, chúng con nó đi học đi hành làm ở nhà thôi. Mình mới đã 36 37 rồi, không không thích đi kiểu công nhân vào các khu công nghiệp ngay cạnh nhà, nhưng mà nó vừa bán hết thời gian cho gia đình. Không làm cái đang đang định mở vốn làm ở nhà. Rồi. À, Về tuổi tác thì như thế nào nào? Tuổi về tác anh mong muốn bạn gái của anh là cho em con số nhất định nha. cứ từ 25 27 đổ lên đến gần bằng nhau là được, trẻ quá thì chắc là không 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 người ta không lấy được đâu.
Ừ, đúng vậy đó, Còn rồi. năm 2730 học 30 hơn một chút là được. Nhưng mà cô ấy đã từng có gia đình hai đứa con được không? Đó. Cô ấy đã từng có Có con được không? con nhưng mà con trai con gái ở với bố hay ở mẹ như nào bây giờ mà người Thì tất ta nhiên là con có sẽ ở với mẹ trước. ở mẹ con trai con gái ở thì Em đâu biết, bây giờ em đang hỏi anh là anh muốn là cô ấy rồi có con được không thôi, chứ em chưa có hỏi tới là cô ấy có con trai hay con gái, tại vì em hiện tại em chưa kiếm được cái người phụ nữ phù hợp với anh, em đang casting thôi. mà Ừ. nếu mà có người mà người ta đổ vỡ rồi nhưng mà không vướng về quan hệ càng tốt. Em thì con gái thì lớn thì nó cũng chỉ vài năm chứ nó học hết cấp thì nó ra ngoài, còn hai đứa con một đứa nhỏ thôi mà thì nó dễ hơn. Nhưng mà thật ra bằng bằng cỡ tuổi anh á, hoặc là có nhiều người kiểu sinh năm 1997 xong rồi họ cũng có gia đình, lập gia đình sớm anh ơi. Vâng. Ừ, cho nên là bây giờ mình cũng phải thông cảm, tại vì anh cũng đã có vợ có con rồi, anh lên đó anh chắc chắn anh cũng phải khai tất cả những cái thông tin này, thì bây giờ nếu mà anh nói là người ấy cũng chưa từng kết hôn thì bảo đảm được. Đó. Kết hôn rồi thì cái đấy nó không quan trọng, quan trọng là bây giờ vấn đề là chẳng hạn là một một vấn đề là chẳng hạn ở xa quá, chẳng hạn trong miền trong, chẳng hạn trong lại còn con cái nữa thì khi mình gặp người ở lên chương trình mà mình gặp người ta ngại về khoảng cách thì là vấn đề con Vậy thì nó ví nhiều dụ cái như đó là nó khó đấy. ví dụ như em hỏi anh giờ về hôn nhân đi, anh muốn cô ấy đã từng kết hôn có hoàn cảnh giống như mình được không? Đó, còn Ừ, mơ được được không? ha. Em là còn mơ cái gì là cái vấn đề con người là con gái được nữa luôn Rồi, vậy thì mà. bây giờ cô ấy ở đâu thì được nè, thành phố Hồ Chí Minh hay là ở gần nhà anh yêu xa được không? Yêu xa thì được nhưng mà cái quan trọng là người ta vẫn tin tưởng thời gian có để là giữ nhau rồi nọ kia không biết có được không, hạn ở ngoài Bắc khu vực loanh quanh Ủa thì bên bây giờ Bắc thì ở đâu cũng được, đôi khi ở gần cũng cũng có vấn đề, mà ở xa cũng đỡ đỡ chút xíu à. nhưng mà quan trọng là như bọn em mà xa quá thì không thể thường xuyên đi vào được cái hay mà tìm hiểu Rồi mà vậy ở Hà yêu Nội cũng ha, gần gần Hà Nội ha. đó. Ở Hà Nội nha. Hà Nội thì tốt quá Rồi ok, nhưng nói mà chung là ở gái thì Hà Nội xung quanh anh đi, em cũng có nhiều nhiều lắm. thủ đô khó Rồi. dạ, một gái thủ đô khó gần lắm. Ừ, nói chung là ở xung quanh vòng vòng Hà Nội đó. Ok Vâng. anh ha. Rồi. À, đây là buổi casting bản hẹn hò thôi, thì nếu em kiếm được người phụ nữ phù hợp với anh thì em sẽ liên hệ với anh sau. Ok. Vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng.